Quá đẹp luôn. Chị ơi, như cái sản phẩm này là giá bao nhiêu tiền đấy thưa chị? Nếu mà hai mặt đó thì là giá bán lẻ là 3 triệu 8. 3 triệu 8 thì cỡ khoảng chưa tới 200 đô nha các bạn. Xách cái túi này nữa hết. Đó là hàng thiết kế độc quyền. Vậy là độc quyền độc bản đúng không chị? Đúng rồi. À. Mình tự design mẫu cho cái đối tác nước ngoài họ lên cho mình. Dạ. Ngoài cái bóp đầm thì có cũng là những cái Swarovski này, nhưng mà đi với cái kẹp tóc nó cùng bộ. À, nếu mà giá bán lẻ là 1 triệu mấy thôi chị? 1 triệu 850. 1 triệu 850 ngàn cho một sản phẩm. Đây, vậy là đâu có cần phải đi sang nước Ý đâu. Ở đây ngay chợ An Đông thôi. Nhưng mà coi chị ướm thì cũng có lẽ nhiều cái tín đồ thời trang đó, không cần phải đi xa, không cần phải sang Thái Lan hay Singapore nhé. Mình đang bận gáo xanh, mình có thể làm cái tròng lão như thế này, nó sẽ rất là trẻ so với ngày xưa. Ngày xưa mà đeo kiến lão là thường là màu đen đúng không chị? Đúng rồi. Bây giờ nó rất là nhiều màu để chọn lựa và nó rất là trẻ. Tiệc thì cái độ lấp lánh này nó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Wow, vì là ánh đèn ở đây là ánh đèn sân khấu đúng không? Ở đây là giới thiệu đây chỉ với mọi là ánh người sáng dạng như ánh sáng tự nhiên thôi. Chứ chưa có bắt đèn. Và đây em sẽ quay gần hơn một chút xíu này. Ôi, chú anh chị nhìn này. Quá đẹp luôn nha. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ các hoạt động buôn bán ở chợ An Đông, Sài Gòn, quận 5. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở cổng chính của chợ An Đông. Để đi tới chợ An Đông đó thì cô bác anh chị mình bắt taxi hoặc là đi Grab tới số 3436 đường An Dương Vương. Sau đó thì cô bác anh chị nhìn thấy ở phía trước có một cái bãi xe rất là lớn đó. Đây chính là cổng chính mặt tiền của chợ An Đông, còn gọi là trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Thì nơi đây là một cái ngôi chợ truyền thống có rất là nhiều những các ngành hàng. Tuấn Dương cũng đã giới thiệu khá nhiều những cái ngành hàng ở chợ, từ vải áo dài, quần áo may sẵn, đồ khô, gia vị, đồ gia dụng. Thì thể theo yêu cầu của khá nhiều quý khán giả thì hôm nay Tuấn Dương sẽ giới thiệu với cô bác anh chị một cái ngành hàng khác. Thì hôm nay qua sự giới thiệu của chị Thái Trang, mình đã biết tới chị Thu Thùy. Dạ, em chào chị. Xin chào bạn, chào bạn Tuấn Dương. Dạ, thưa chị, thì em được chị Thái Trang giới thiệu là chị là sạp Thu Thùy đúng không ạ? Dạ, chuyên kinh doanh về túi sách này, rồi mắt kiếng, đồng hồ và phụ kiện tóc. Thì thưa chị, là kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay đó cũng thành công với một số những cái sản phẩm ở chợ, như là áo dài bé, rồi thời trang may sẵn của Thái Trang, và một số những cái sạp bán đồ khô cũng như là đồ gia dụng đó. Thì cũng có nhiều cô chú cũng muốn hỏi thăm là còn muốn mua sắm những cái sản phẩm khác, ví dụ như là những cái phụ kiện để mà mặc với quần áo, ví dụ những cái đầm, những cái bóp này, rồi những cái đồng hồ hoặc là mắt kiếng đó. Thì rất vui khi hôm nay được biết tới chị, và cũng muốn là tìm hiểu cái gian hàng của chị để cho cô chú anh chị có một cái trải nghiệm khi mà tới chợ An Đông. Thì trước tiên là xin chào bạn Tuấn Dương, xin chào tất cả khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Và quan trọng nhất là xin chào và cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ sạp Thu Thùy gần 40 năm qua. Thu Thùy đã bán ở chợ An Đông 38 năm rồi. Wow, 38 năm. Rồi. Có nghĩa là Tuấn Dương vừa nói đó, ngoài cái thời trang của quần áo thì không thể, ngày nay phụ nữ không thể thiếu những cái phụ kiện giống như là bông tai, dây chuyền, bóp đầm, đồng hồ, mắt kính để mà tôn lên cái vẻ đẹp, cái bộ đồ của mình. Và thứ nhất là làm cho mình xinh đẹp hơn, mình tự tin hơn và mình cảm thấy rằng mình yêu đời hơn. Đó là những cái tiêu chí để cho một người phụ nữ thành công. Rồi nghe chị giới thiệu hấp dẫn quá. Dạ thưa chị, thì cũng có một cái nhược điểm mà em cũng xin chia sẻ trước với chị, đó là rất là nhiều cô chú khán giả cũng ngại tới cái chợ truyền thống để mua sắm, vì là đôi khi tiểu thương thì không có để giá và hay nói thách là bà con không biết là trả giá cỡ nào. Đấy thì thưa chị, là sạp của chị đối với những cái mặt hàng đó thì chị có niêm yết giá không ạ? Mình cũng xin thưa với mọi người là
Thứ nhất là trong cái tình hình kinh doanh hiện nay là đang cạnh tranh rất là nhiều với nhiều mô hình. Cho nên cái việc mình bán đúng giá, mình có niêm yết giá và mình không có nói thách khách hàng, cũng như thái độ mình phục vụ khách hàng, đó là cái yếu điểm, cái ưu điểm lớn nhất để cho mình thành công trong cái chuyện kinh doanh. Dạ. Thưa chị thì sạp của mình là ở vị trí nào thưa chị? Sạp của Thu Thùy là mình sẽ lên ở cổng chính, đi cổng chính mình sẽ lên những cái bậc thang lên tầng trệt. Vâng. Nhìn mép bên tay phải cái lối đầu tiên, mình chỉ cần đi vào 3-4 sạp là đến sạp Thu Thùy. Dạ. Hoặc là mình có thể đi đường Ít Kiêu. Vâng. Từ Ít Kiêu, từ An Đông 2 mình đi qua thì mình vừa bước lên khoảng 2 dãy sạp thì sẽ là sạp của mình. Rất là dễ kiếm mọi người. Vâng, thì thưa chị là lý do em hỏi chị đó. Và mình cũng đứng ở ngay ngoài cái phía cổng chính đó. Đây, cái cổng chính đây này. Thì là ý của em là muốn cho cô chú anh chị có cái định vị, cái vị trí để tới. Vì nhiều người ở khách tỉnh này, rồi khách từ nước ngoài về đó, họ cũng không biết là, chỉ biết là tới chợ An Đông, nhưng mà nhiều khi ông tài xế ông để ở cổng A, cổng B, cổng C gì đấy. Thì chợ An Đông là tới mười mấy cổng lận. Đấy. Sáu cổng. Đấy, bốn mặt tiền. Nên là bây giờ cổng, mình sẽ lần lượt mình giới thiệu cái cách tìm tới tiệm nhanh nhất. Rồi, dạ. Mình sẽ bằng cách thứ nhất là mình sẽ đi từ cổng chính. Dạ, xin mời mọi người cùng đi với Thu Thùy ạ. Dạ rồi, mời chị dẫn em đi. Thì thưa các bạn là từ cổng chính đó, chúng ta đi cái lối cầu thang bộ này, đi lên. Ở đây thì trên này thì họ gọi là tầng trệt. Tầng trệt. Thì khi tới đây đó các bạn, thì các bạn nhìn thấy tiệm vàng Ngọc Thanh này, thì các bạn quẹo phải. Rồi quẹo phải đi thì gặp trang sức Si Mạ Hoàng Anh. Thì chúng ta đi thẳng cái lối này. Đó. Xin giới thiệu với mọi người, khu vực này thì cũng có sạp DH là chuyên bán mỹ phẩm và những cái hàng lông mi kềm cắt. Cạnh đó thì có đại lý của Bon Bon. Thưa cô bác anh chị, để đi tới sạp đó thì một cái cách thứ hai là chúng ta có thể đi vào đường Yết Kiêu. Thì ngay cái cổng này là cổng A Yết Kiêu, chúng ta cũng sẽ lên được sạp nhé. Thì nếu mình đi xe gắn máy thì mình sẽ gửi xe ở dưới này. Dạ thưa chị, nếu mà các cô bác mà đi xe gắn máy đó thì mình có thể là để xe gắn máy ở ngay đường Yết Kiêu đây đúng không chị? Đúng. Còn rồi. đây là cổng A. Rồi chị có thể dẫn em lên cái gian hàng của chị qua cái lối đi thứ hai được không ạ? Rồi, mời Tuấn Dương, mời mọi người. Dạ. Ở cái đầm thì do Thái Trang thiết kế độc quyền cho... Đúng rồi. Thái Trang thiết kế độc quyền cho chị Thùy. Cho chị Thùy. Đây cổng A đường Yết Kiêu nha các bạn. Thì đi qua lên đến trên này, các bạn đi mấy bước thang bộ thôi thì các bạn sẽ đi một chút xíu. Đấy, tới đây thì chợ cũng bán rất là nhiều những cái mặt hàng. Thì đây Thu Thùy đây nha các bạn. Đây. Rồi. Khách cô chú anh chị đang đi mua sắm này. Ở đây gian hàng của mình đây phải không thưa chị? Dạ đây. Gian hàng của mình đây mọi người, Thu Thùy. Wow. D11, 12, 13, 3 sạp. Dạ. Rồi. Đây chúng ta đã tới sạp Thu Thùy. Thưa chị, vậy của mình là ngay góc mặt tiền, sạp mặt tiền mà góc ngã tư đây đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn nếu như mà hồi nãy chị nói là nếu mà mình cô đi bác đi Yết cái đường Yết Kiêu thì từ cái cổng Yết Kiêu ngoài kia là mình đi bộ chừng khoảng 20 mét là tới sạp của chị Thu Thùy nhé. Rồi. Đây một số các anh cái chị dây đang nãy tới đây để hả? Những các cái sản phẩm của Thu Thùy. Đây, sẵn đây mình cũng xin giới thiệu cái áo đầm này hôm nay mình bận là do Thái Trang thiết kế riêng cho mình. Wow. Đây à. Rồi, dạ. Nhưng quan trọng nhất là cái áo đầm này nếu mà không có sợi dây đeo cổ, không có đôi bông tai hoặc là một cái chiếc túi xách đi kèm theo. Cái xanh lá cây chị. Đây, ví dụ mình đang bận cái màu xanh, mình có thể xách cái bóp đầm màu xanh. Chị đứng ra ngoài này giúp em cho nó rộng xíu. Mọi người thấy không?
nó sẽ tôn lên cái áo đầm này, nó sẽ tôn lên rất nhiều, rất nhiều lần. Đúng rồi. Để mà mình có một cái set bộ, kể cả cái đồng hồ mình đeo, nó cũng là màu xanh đây. À, dạ, vâng, đúng rồi. Thấy cái túi xách chị mang rất là đẹp mà lung linh, long lanh nữa. Nhìn ở đây thì chưa có cái ánh đèn chiếu, chứ nếu mà các bạn đi tiệc đó thì cái túi xách này mình nghĩ sẽ rất là độc lạ đó. Yeah. Mình giới thiệu thêm là cái này không cần đèn. Bởi vì nó là mình thiết kế từ cái Swarovski của áo. Dạ. Cho nên những cái viên này không cần đèn, nó vẫn bắt sáng và cái độ chiếu của nó rất là lóng lánh. Vâng. Nếu mà đến tiệc thì cái độ lấp lánh này nó sẽ tăng lên gấp 10 lần. Wow, vì là ánh đèn ở đây là ánh đèn sân khấu đúng không? Ở đây là giới thiệu đây với mọi là ánh sáng, người là dạng như ánh sáng tự nhiên thôi. Ánh sáng tự nhiên thôi. Vâng. Chứ chưa có bắt đèn. Vâng. Đây em sẽ quay gần hơn một chút xíu này. Ôi, chú anh chị nhìn này. Ồ. Quá đẹp luôn nha. Wow. Trời ơi. Long mẫu này, mẫu này là mẫu hơi đứng tuổi. Mà có thiết kế những cái mẫu trẻ. Đây, như những cái mẫu trẻ này. Những cái mẫu trẻ này nó là những cái hoa 3D. Dạ. Thiết kế hoa 3D nhìn như là cái hoa thật. Vâng. Và mỗi một cái tầng cánh nó đều có gắn cái pha lê của Swarovski. Vâng. Cho nên là cái hàng này mình bảo đảm khi mà mọi người xách cái hàng này thì là thứ nhất là không có đụng hàng. Dạ. Không có đụng hàng chợ. Thứ hai cái giá cả nó cũng rất là hợp lý so với cái hàng sang trọng này. Vâng. Cái này là mình bán giá là 2,5 triệu một sản phẩm. 2,5 triệu 50 ngàn. Vậy là mình có đánh giá ở trên từng sản phẩm đúng không chị? Đúng, đúng. Đây, mức giá là 2,550 ngàn. Thì cỡ, nếu mà tính ra tiền đô la Mỹ đó, thì nó cỡ vào khoảng 100 đô nha các bạn. 100 đô. Giá tại cái thời điểm này. Nhưng mà cái điều độc đáo của nó là, ví dụ bạn đã xách cái túi này thì không có ai xách cái túi này nữa hết. À. Nó là hàng thiết kế độc quyền. Vậy là độc quyền độc bản đúng không chị? Đúng rồi. À. Mình tự design mẫu cho cái đối tác nước ngoài họ lên cho mình. Dạ. Ngoài cái bóp đầm thì có cũng là những cái Swarovski này, nhưng mà đi với cái kẹp tóc nó cùng bộ. Vâng. Một cái kẹp tóc màu dạ, đỏ. Chị thử mở giúp em ở trong phía bên trong này. Cái này như vậy thì nó sẽ có vẻ như là nó chuyên về cái trang trí và tạo kiểu hơn là để là đựng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, cái này là chỉ để dành đi tiệc thôi. Úp mở sao? Ở ra nó. Đây khi các bạn thưa các bạn là mình mở phụ nữ ra đi tiệc thì mình có thể đựng cái bao thư, đựng son. Vâng. Đựng những hộp phấn. Dạ. Để mình mang theo khi mình đi tiệc. Vâng. Như vậy các bạn ơi, cái giá trị chính ở đây thì mang cái giá trị là trang trí là chính. Còn nếu như mình tính là mình đựng nhiều đồ đó thì những cái sản phẩm này nó không phải là để chuyên để đựng đồ. Có những cái tức này, là cái mẫu này thì không dùng này chuyên để đựng đồ. Đúng mà rồi. Để trang trí thôi. Để trang trí. Đây còn mẫu đựng đồ mình chị sẽ qua mẫu thiệu này. Giúp em những cái mẫu khác. Đây, đưa cái to này. Mở đây cũng mở, đang mở, có mở những cái khách hàng khác cũng đang tới để tham quan để mua sắm những các cái sản phẩm. Ở đây có một cô là thường xuyên mua để đem về bên Mỹ bán. À, và thôi thì cứ để cô lựa đi, để lát xíu em hỏi thăm xem là cảm nhận khách hàng như thế nào. Cái này là to, cái này là có thể đựng điện thoại. Wow. Đựng điện thoại, đựng rất nhiều thứ. Cái này là dạng to. Trời ơi các bạn ơi, nhìn này, nó lung linh, long lanh luôn này, lấp lánh như là kim cương ấy, mà không biết có phải kim cương không á. À, phía bên ngoài các bạn nhìn là mình thấy là toàn bộ cái phần này là trắng hết này. Đấy, rồi ở xong là bắt đầu những cái viên đá kết thành hình bông hoa, những viên màu ngọc này nó rất là ánh chiếu. À, phía trước này các bạn là có một cái này gọi là cái nắp à? À, cái nắp, cái hạt của cái nắp. Cái hạt của cái nắp. Đó. À. Vậy là cái đó là dạ, cái túi này thì là một mặt nha các bạn. À, cái túi này một mặt, nó có cái túi hai mặt. À, nếu như các bạn thích rộng ấy, thì cũng có túi rộng để các bạn lựa chọn nhé. Và cái này một mặt, nó có cái hai mặt nữa. À. Đây. Bạn nào thích đây, lấp lánh hết toàn hai bộ. Mặt. Bạn nào thích lấp lánh toàn bộ thì nó có hai mặt luôn. Ồ. Trời ơi, nhìn đẹp quá chị ơi. Đây. Oh, trời ơi, chị xoay một vòng giúp em nè. Trời ơi, lung linh, long lanh, lóng lánh, ánh chiếu nha các bạn. Đây. Nhìn đủ các màu sắc luôn này, nhìn như là kim cương. Một cái kẹp màu nâu, một cái kẹp màu nâu. Quá đẹp luôn.
Chị ơi, như cái sản phẩm này là giá bao nhiêu tiền đấy thưa chị? Nếu mà hai mặt đó thì là giá bán lẻ là 3.800.000. 3.800.000 thì cỡ khoảng chưa tới 200 đô nha các bạn. Wow. Toàn bộ là Swarovski. Dạ. Đây. Rồi, để phối với lại một cây kẹp. Dạ. Đây là nếu mà phối với đây là một cái cây kẹp tóc đúng không? Đúng để rồi. Cho nó tông xuyệt tông này. Đúng rồi. Cũng là bằng Swarovski luôn. À. Đây nhờ chị em mới biết là có những cái đồ mà trời ơi nhìn trông nó sang trọng mà xa bạn xỉ này, bạn mà này, giá bạn này qua đây chị mà. Mượn cái này để chị gắp lên cái đầu bạn này đây. Ví chị dụ đây về mẫu trí đây. Thử này. Trang trí thử cho bạn mẫu đây. 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 Đó. À, là kẹp tóc đó, này. Này bạn mẫu xách cái này vậy ghi đi với cái kẹp đó đó. À. Wow, nhìn đẹp quá. Đây. Trời ơi. Nhìn sang và xịn quá à. Đây. Xong bạn mẫu, cho bạn mẫu đeo cái kính này vào luôn nè, cho một bộ nè. Đâu chị thử trang trí xem là. Trang trí cho bạn mẫu nè. Rồi, đây. Đó. Wow, cái sợi dây mắt kiếng. Chị thử đem mang cho mắt kiếng khác đi, mắt này có vẻ không hợp lắm. Không hợp lắm, đây. Đây. Cái trắng đi ha, cái trắng này nãy. Màu trắng đi. Dạ. Bạn này thích cái trắng, đây. Đây, rất là nhiều những đây này các bạn nhìn này. Đấy, chị mang theo một cái đầm này thì mắt kiếng chị ấy, cái mắt kiếng này nó có cái gì lạ hơn so với những cái sản phẩm khác thưa chị? Cái mắt kiếng này mình cũng tự design cho đối tác nước ngoài, người ta kết hợp Swarovski luôn. Vâng. Cho nên là ở đây chỉ có mình có thôi. Dạ. Đa số cái hàng mà có sẵn là những cái loại hộp thường thôi chứ nó không phải là cái hộp Swarovski. Nghĩa là này. Xung quanh chỗ đây là họ có điếng kia có đính đá đấy đâu đúng chị? Đúng rồi, đúng rồi. Và mình còn cái mẫu nguyên thủy của nó là không có mẫu, đúng không? Đúng rồi, cái mẫu nguyên thủy nó là không đính đá. À. Cái mắt kính này thì mình bán giá 650 dạ. là giá lẻ. Và đây mình sẽ cho các bạn coi một cái set là một bạn người mẫu này. Bạn ấy đeo cái túi sách rồi mang mắt kiếng rồi. Nhìn rất là dễ thương. Rồi cảm ơn chị. Lần đầu tiên là mua sàn. Rồi trong khi mà khách hàng đang coi những cái sản phẩm khác ấy, thì mình cũng sẽ giới thiệu một vài những cái dòng sản phẩm mà Thu Thùy đang phải nói thêm cái này. Cái này cái chế độ bảo hành của mình đó là thí dụ như khi mà mọi người dùng á nhỏ như nó chắc lắm, hết khi nào rớt lắm, nhưng mà mình phòng ngừa khi dùng lỡ mình làm rơi thì nó sẽ bể những cái viên đá này. Vâng. Thì ở đây Thu Thùy cũng sẽ nhập về những cái viên đá rời. Dạ. Nà, tức đây. Là các bạn ơi khi mà trong cái quá trình sử dụng ấy, ví dụ như mình sử dụng nó rơi, nó rớt, nó vướng, ví dụ như nó bị bể cái hột này đó thì bên tiệm cũng sẽ có cái dịch vụ là thay thế. Thì thưa chị là những cái hột này thay thế là mình có tính tiền công không hoặc là tiền là đá không? Một viên thì mình có thể mình tặng. Vâng. Nhưng mà tại vì do cái viên này nó rất là đắt tiền. Một viên nó phải 80.000 đến 100.000 cho nên nếu mà nhiều viên thì mình phải tính tiền. Vâng. Một vài viên thì mình có thể tặng, mình bảo hành mình tặng miễn phí gắn cho các cho mọi người. Còn ví dụ nhiều là mình phải tính tiền. Nhưng mà thường thường khi nào mình làm rớt bể thì mình mới phải thay nhiều viên. Vâng. Chứ còn bình thường thì một hai viên thì không vấn đề. Vâng. Đây các bạn, đây là tiệm cũng có sẵn những các cái viên đá này để dự phòng thay thế, đề phòng trong cái trường hợp trong quá trình mình sử dụng ấy, lâu ngày ví dụ như là keo nó sứt này hoặc là nó rớt, nó bể sau đó thì mình đều có thay thế. Và thay thế thì nếu như mà chỉ một viên nhỏ thì có thể tiệm không tính tiền, còn nếu như mà nhiều viên đó thì sẽ tính tiền. Thì thường là khoảng bao nhiêu tiền một viên thưa chị? Một viên to thì khoảng từ 80 đến 100.000 một là viên. Là gồm cả tiền công luôn đó không chị? Tính công. Không mình tính không công. Tính công, mình chỉ dán miễn phí, mình tính tiền cái hạt mình mua thôi. Dạ dạ. Vâng. Như vậy là cô bác mình cũng yên tâm nhá. Mặc dù là đồ đẹp nhưng mà vẫn có những cái phụ kiện để sơ cua. Rồi ngoài bóp mình có thêm đồng hồ để trang trí cho cái bộ đồ cho mình nó fashion hơn, nó thời trang hơn và nó sành điệu hơn. Dạ. Cho nên là mọi người cũng có thể là ngoài cái áo mình mua rồi thì mình có thể kết với lại một cái bóp đầm, một cái đồng hồ đeo tay. Tại vì cái dạng đồng hồ bây giờ nó cũng giống như một chiếc lắc vàng. Vâng. Nó cũng giống như một chiếc lắc vàng, nó rất là lấp lánh.
nó đẹp, không có thua gì một cái lắc vàng Ý hết á. Vâng. Nhưng mà cái lắc vàng Ý đó thì thường thường mọi người phải mua với cái số tiền rất là lớn, phải vài chục triệu, nhưng cái đồng hồ này chỉ có 1 triệu mấy thì nó đã rất là đẹp và sang trọng để mình dự tiệc hoặc là mình đeo thường rồi. Vâng. Vậy thưa chị, cái đồng hồ này là nó có chống nước không? À, cái này là mình có bảo hành. Dạ. Mình có bảo hành là có nghĩa là cái này là khi mà mình rửa tay, mình đi nước, mình đi mưa rất là thoải mái. Vâng. Nhưng mà tại vì cái viên đá này cho nên là mình sẽ xài, mình đừng có tắm. Mình tắm xà bông nó sẽ không đẹp. Vâng. Cho nên là mình chủ yếu là mình chỉ đi mưa hoặc là mình rửa tay thì không sao hết. Vâng. À. Rồi là một loại này là loại mình bán, cái loại này là loại 1 triệu mấy. Còn những cái loại cao cấp mà của hãng luôn là mình đang làm đại lý cho cái hãng này. Mình đang làm đại lý cho hãng này. Đây, hãng... Divina. Đây, mình đang Divina. Làm đại lý cho cái hãng này. Dạ. Hãng này là cái chất lượng của nó là thép không rỉ. Dạ. Cho nên là mình bán là khoảng 5 năm nay rồi. Nhưng mà chưa có khách nào là đến đây là để mà than phiền về cái chất lượng của nó. Đúng rồi. Và cái giá mình bán cũng tương đối là cái giá, bảo đảm là cái giá không có thể ai mà bán được cái đồng hồ này với cái giá ở đây mình bán. Và coi là có giá tốt đúng không? Đúng rồi. Thưa chị, một sản phẩm này thì giá bao nhiêu tiền đấy ạ? Đây. Đây, để chị sẽ coi giá nha. Cái này là mình sẽ bán lẻ 2.750.000. Vâng, đây có giá này các bạn này. 2.750.000. À, đây. Vâng. Ghi cái giá giùm chị, 2.750.000. Mấy cái nào có giá ghi vô đây. Đây. Ghi đi để cho em nó dán vô. Nó chụp vô. Khá nhiều những cái rất nhiều mẫu mã. Mẫu nha các bạn. Đây, để mình sẽ quay phía bên ngoài này. Em nhờ anh xíu ạ. Dạ. Đây, rất nhiều những các cái mẫu đồng hồ này các bạn nhìn này. Đồng hồ này chị ơi, đồng hồ này là của nam hay nữ đấy? Chủ yếu là nữ à? Chủ yếu là nữ. Dạ. Nam thì có rất ít người thích hạt nhưng mà cũng có người đeo. Vâng. Nhưng mà cái này đa số là nữ. Vâng, đây các bạn nhìn này. Đây mình sẽ quay đây, một lượt này. Các giá cái giá dạ. Mình sẽ quay một lượt những cái đồng hồ mà mẫu đồng hồ đang có ở trong cửa hàng để cô chú anh chị chúng ta tham khảo thêm nhé. Chị có quản giá vậy rồi. Rất là nhiều kiểu. Wow, đây cũng có những cái mẫu rất là lạ này. Wow, sao em nhìn mấy cái mẫu này lạ thế? Chị bỏ thêm cả mấy mẫu đấy lên lát cho em coi. Dạ vâng. Wow. Cái này là dành cho mấy người mà đi như mặc áo xanh, người ta sẽ bận đây, là đeo cái đồng hồ xanh. Cái này cũng là Swarovski luôn. Nhìn lạ quá. Đây. Cái này là giống cái Rolex xịn đây. Dạ. Vâng. Đây, đeo trên tay này, trời, đeo trên tay nhìn còn đẹp hơn để trong hộp á. Đúng là người mẫu thiệt thì bao giờ cũng có giá trị hơn á. Đây, chị thử cái này lên ạ, ướm cái này lên ạ. Đây, các bạn nhìn này. Rất đẹp, nhưng mà cái đồng hồ này chỉ có 1 triệu mấy thôi, rất là đẹp. Ồ, vậy à? Ừ. Dạ. Đấy, nếu là nhiều khi mình không, chị không nói giá thì đôi khi khán giả cũng không đi ngang qua, chắc cũng không dám hỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ giá là, vậy là nếu mà giá bán lẻ là 1 triệu mấy thôi chị? 1.850.000. 1.850.000 cho một sản phẩm. Đây, mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn nhìn này. Có rất là nhiều màu nhé. Giống như ở đây là những cái viên đá màu xanh ngọc ấy. Rồi đây là những cái viên đá đen. Ở trong này, những cái hạt này là đá thôi không ạ? Swarovski hết. Swarovski. Nói trước kiếm còn màu không, cái đó còn màu không? Dạ. Đây, cái còn này thì thường lắm. Là như thấy ở trên tiệm thì lúc này là có 2 màu nhé. Đây, nó thường thường là nó có tới 6 màu. 6 màu ạ? À, 6 màu. Vậy. Đây. Đây các bạn này, một cái màu khác này. Em sẽ nói là chị sẽ vô cái trang Facebook, khi nào có đủ màu chị sẽ vô đủ màu cho mọi người xem. Thì lát em sẽ xin cái link Facebook để cô bác vào, mình sẽ tham khảo thêm những cái mẫu đồng hồ mà bên tiệm có nhé. Đồng hồ, mắt kính, đồng bóp hồ, đầm mắt cũng kiếm. Cái nào cũng có nhiều màu hết. Đây, nếu mà mình không thích cái mặt đồng hồ bự đó thì những cái mặt đồng hồ nhỏ hoặc những cái dây kiểu cách điệu này, hình trái tim, kết hạt này. Đây, trơn này, nhìn rất là nhiều nha các bạn. Đó. Ai thích mặt đồng hồ bự cũng có này, mặt đồng hồ nhỏ dễ thương cũng có luôn. Rồi thưa chị, rồi còn những cái mắt kiếng này thì ý chị nói cái mắt kiếng này nó khác biệt so với cái mắt kiếng của người ta là như thế nào thưa chị? Đây, cái mắt kiếng thường thì nó sẽ như vậy.
mình thấy ở đây ấy, là những cái mắt kiếng này là có cái đính thêm các cái viên đá nhé các bạn. Đính thêm những cái viên đá này. Đây nếu mà nguyên thủy nó đây đúng không chị? Đây, còn này là mình có đặt ở nước ngoài người ta kết vào. Đây cái mắt kiếng thường đó các bạn thì không có đính đá này, nhưng mà đối với cái mắt kiếng này đó thì có được đính đá ở cả hai bên. Đấy. Cái này là để giá này là 650.000 này thưa chị. Cái có đính đá là 650.000. Còn những cái loại thường thì rất là nhiều giá. Vậy. Từ 80.000 cho đến 400-500.000. Cái thường nó rất nhiều giá. Còn Vậy. Cái hàng Swarovski là giá 650. Dạ. Rồi, các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Vậy. Ồ, mẫu đấy cũng dễ thương á. Chị đeo thử đi ạ. À, đây, chắc chị đeo thử đi lên nó nhìn. Đây. Rồi. Sẽ rất là sang trọng, đẹp. Vâng. Để khi mà mình vô mát á, mình như bình thường mình sẽ đeo để chụp hình nó cũng rất là đẹp. Mà mình, khi mình vào mát mình không cần cái dùng cái mắt kính á, thì mình có thể làm một cái cài nó cũng đẹp lắm. Tại vì một cái cài hạt như thế này đó, mình đi mua đó, nó cũng phải mấy trăm ngàn rồi. Dạ. Thì cái kính này mình có thể vừa đeo vừa làm một cái cài tóc luôn. Dạ, như hai trong một đấy đúng chị? Đúng rồi, hai trong một. Chị đeo thử dùm em một vài kiểu đi. Vì mình quay ở phía dưới này ấy, thì nhìn trông nó không có đẹp bằng là lúc mà người đeo thiệt nha các bạn. Đúng rồi. Sẵn có chị chủ xinh đẹp trang trí trang điểm rồi. Cái mặt của mình á thì mình đeo kiến nhỏ cũng hợp, kiến to cũng hợp, kiến xếp cũng hợp. Nói chung cái mặt của mình nó rất là dễ. Giống như là người ta nói là sinh ra để làm người mẫu rồi á. Cảm ơn Tuấn Dương. Làm cái gì cũng đẹp á. Đây, cái này là mẫu to đây. Dạ. Mình đeo lại mẫu nhỏ cho các bạn xem ha. Vâng. Đây. Mẫu nhỏ. Đó, mình đeo nó cũng hợp. Vâng. Rồi, cái mẫu hơi xếp mình đeo nó cũng hợp. Đây. Nói chung là những cái mẫu kính mà mình lựa để bán cho mọi người đó thì nó rất là dễ hợp với là nhiều khuôn mặt. Cho nên là mình cũng sẽ dễ chị chọn. Chị thử lựa. Lấy cái mấy cái mắt to rồi trái tim cách điệu một chút xíu rồi màu đỏ khác đi. Để chị đeo cho giới thiệu cho mấy cô chú anh chị hoặc khán giả được biết. Nếu mà khán giả nào mà muốn những cái loại mà giống như nó có một cái sự khác biệt, đặc biệt phá cách một tí thì có thể những cái form size như thế này. Wow. Đây. Wow, nhìn xịn quá. Chị báo giá cái đấy đi bao tiền ta? Cái này thì chỉ có 200 mấy nghìn thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Trời ơi, nghe không có tin nổi á. Vậy là cỡ 10 đô, hơn 10 đô nha các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái loại này mình ở đây mình bán đúng giá cho nên mọi người đến đây mua sắm thì cứ yên tâm đi. Em chỉ tiếc là không có gặp chị trước Tết, nếu mà giới thiệu lên ấy, mọi người mua để mua đi chụp hình đấy. Cái này cũng có mấy trăm ngàn. Đúng rồi. Bây giờ một người bạn của mình nó thường thường mua một lần 5-7 cây để đi chụp hình thay đổi. Đúng rồi. Do thứ nhất là mình nếu mình lớn tuổi rồi cái mắt của mình nó sẽ có những cái nếp nhăn nè. Vâng. Cho nên là mình bây giờ bản thân mình cũng vậy, mình chụp hình ít khi nào mình bỏ kiến ra lắm. Vâng. Mình phải có một cái cây kính để nó che khuyết điểm. Đúng rồi, nó che cái khuyết điểm nhưng mà rất rẻ để nhìn mình chị mình... rất là ăn ảnh nha chị. Đây, rất đẹp. Wow. Chỉ có 200 mấy thôi. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Đúng rồi. Vì thưa chị là lúc trước Tết ấy, em cũng có đi quay các cái lễ hội áo dài rồi phố Ông Đồ rồi mọi người chụp hình ở chợ Bến Thành đấy. Các bạn ấy mua những cái mắt kiếng nhưng mà nhìn thấy hỏi ra 400-500 ngàn nhưng mà nhìn trông không có đẹp như đồ của chị. Mà lỡ là bây giờ lỡ mất cái thời điểm nó rồi thì thôi. Giờ chắc là để cho mọi người mua để đi chơi trong cái dịp hè nhá. Đúng rồi. Chị đeo thử giùm em một vài cái mắt kiếng khác nữa đi chị, màu hồng rồi màu đen rồi hình trái tim gì đấy đi. Những cái đặc biệt như thế này nè. Cái này là có thể vừa nam đeo được, nữ đeo được. Nhìn cái đó fashion quá. Fashion lắm. Cái này là có thể nam được, nữ được. Vâng. Này. Như cái này là nhiêu tiền đây ta? Đa số là cỡ 200 mấy thôi. Vâng. Dạ. Còn cái loại rẻ là có 80.000 thôi. Vâng. Mình bỏ sỉ thì có 80.000 nữa. Có nhiều loại đa giá. Như vậy là đây chị vừa bán lẻ vừa bán sỉ đúng không chị? Đúng rồi. Qua cái kênh của Tuấn Dương thì mình cũng hy vọng là có nhiều bạn đến đây. Nếu mà mua sỉ mà đặt hàng với mình thì cái giá rất là tốt và mình có thể đặt hàng theo yêu cầu. Ví dụ những cái bóp này không thích hoa, không thích bướm thì có thể đặt cái nơ hoặc là màu sắc. Tùy theo cái khách hàng đặt mình sẽ đặt được. Đây cái màu này nó cũng rất là trẻ trung đây, màu hồng đất. Vâng, màu hồng đất. Sao chị đeo cái rào vào cũng thấy ưng luôn á. Giống như sinh ra để làm người mẫu rồi á. Cảm ơn bạn. Dạ. Rồi. Đấy, màu gì mình nữa? Thấy mắt kiếng của chị vẫn còn rất là nhiều nha cái tủ đó, hai bên này các bạn này. Đây nhiều lắm. Thì cũng không có cái điều kiện để mà ướm hết thử trong một clip thì chị cứ lựa một vài cái nào độc lạ đây chị ướm giúp em đi ạ.
Với lại mình quay ở bên ngoài này các bạn, thì khi mình nhìn á, nó các bạn không biết là nó chưa có vào cái form giá. Rồi cái đó có mất tiền không chị? Cái này thì là khoảng 850. 850. Dạ. Ồ, cũng hiện đại quá. Nhìn được ấy. Đó, có nghĩa là đến với hàng của mình á thì bạn mua giá nào cũng có hết. Vì túi tiền của bạn bao nhiêu thì mình cũng có thể bán cho bạn một cái để mà bạn trang trí cho mình cho nó đẹp, nhưng mà rất là hợp thời trang nha. Chứ không phải rẻ tiền mà không hợp thời trang, rất là hợp thời trang. Đây, rất đẹp. Dạ. Đây, vậy là đâu có cần phải đi sang nước Ý đâu, ở đây ngay chợ An Đông thôi. Nhưng mà coi chị ướm thì cũng có lẽ nhiều cái tín đồ thời trang đó không cần phải đi xa, không cần phải sang Thái Lan hay Singapore nhé. Đúng rồi. Ở ngay đây, sân nhà của mình cũng có đây, mà mình chưa có biết. Đó, cái gọng trông cũng rất là cách điệu này. À, mình có cái loại để mà gắn cái trồng kiến lão hoặc là kiến cận nữa đó. Mình nãy giờ mình quên giới thiệu. Đây. Vậy là có cả những cái mắt, cái gọng, cái chồng để cho cô bác mình gắn kiến lão hoặc kiến cận. Giống như mình đang bận gáo xanh, mình có thể làm cái chồng lão như thế này, nó sẽ rất là trẻ so với ngày xưa. Ngày xưa mà đeo kiến lão là thường là màu đen đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Bây giờ nó rất là nhiều màu để chọn lựa và nó rất là trẻ. Vâng. Đây. Đây. À, cô bác mình coi thử những cái gọng kiến lão này. Như cái này, nếu mà cái mắt này, đây đang là mắt trắng nhé. Đây cái hả? Này thì mua về vậy là người ta sẽ thay cái gọng ở mà... đây mình có thay luôn, mình có thay trồng theo cái độ của các bạn luôn. À, nghĩa là thí dụ như cái này chỉ là cái gọng thôi, cái trồng này là trồng mẫu. Ví dụ mình cận hoặc là mình lão bao nhiêu độ, mình đưa cái tờ giấy thì ở đây mình có đặt làm luôn cho các bạn luôn với cái giá gốc luôn, chứ không có ăn lời, chỉ ăn lời cái kính này thôi, chứ còn cái trồng là mình làm hộ. Dạ. Đây rất nhiều mẫu đẹp. Ồ, nhìn cũng dễ thương ha. Cái này trẻ ra mấy tuổi này. Đúng rồi, đây kiến lão nhưng mà nó rất là trẻ. Dạ, rồi nó hắc cái dáng đi nha. Đúng các rồi. Bạn về. Cũng 200 mấy thôi. Vâng. Cái này mà ra tiệm thì nhiều tiền lắm. Đúng rồi, chưa tới cỡ khoảng 10 đô la thôi nha các bạn. Mà mấy cái gọng này nhìn rất là dễ thương này, màu tím này. Đây, rất là fashion, nhưng mà ngoài cái những cái fashion này nó cũng có những cái loại dành cho người đứng tuổi nữa. Chứ không phải là mình chỉ có những cái loại fashion không. Fashion là dành cho những người trẻ, những bạn trẻ với lại thích phá cách. Còn ngoài ra là mình cũng vẫn bán những cái loại thông thường, phổ thông. Giống như phổ thông là những cái loại như thế này. À, các bạn thấy nguyên cái tủ đồ này rất nhiều đây. À, cũng có những cái loại phổ thông, nhiều bạn cũng thích như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi, vậy thì nó hơi đứng xí, nhưng mà có những cái loại phá cách thì nó đúng đẹp. Đúng rồi, mấy cái này nhìn trông nó mềm mại hơn, dễ thương hơn này. Đúng rồi. Nó vừa thời trang mà nó lại đẹp. À, về mắt kiếng thì mình chủ yếu là mắt kiếng nữ đúng chị nhỉ? À đúng, mắt kiếng nữ, mắt kiếng nam cũng có, nhưng mà mình không có chân nhiều, nhưng mà ai đến hỏi thì mình có bán sỉ thôi. Dạ. Mình sẽ bỏ mối những cái mắt kiếng nam đây, mình cũng có rất là nhiều loại đây. Kiếng nam cũng có đủ loại. Dạ. Đây, dưới đây toàn bộ là kính nam hết. Vâng. Tại vì đa số mình thích làm đẹp cho phụ nữ, cho nên là đa số bán đồ của phụ nữ. Vâng. À, ngoài những cái loại cao cấp như thế này thì mình cũng có những cái loại rẻ tiền. Vâng. Kẹp tóc hoặc là bóp đầm cũng có những cái loại chỉ có vài trăm thôi. Đâu, chị giới thiệu những cái bóp đầm rẻ hơn một chút giúp em nhỉ? Đây, mở mở này ra cho mẹ coi. Đây. Đây, có những cái sản phẩm mà giá đây, nó mềm hơn một chút. Cái này thì chỉ từ 300 trở lên thôi. 300 trở lên đến 600 thôi. Đây. Cái này thì đây là những cái hàng này thì hàng hàng phổ thông, phổ thông rồi các bạn ơi. Nếu mà nhưng mà cái này thì ở chợ có. Ở chợ nhiều người bán đúng không? Nhiều người bán đúng rồi, chứ không phải một mình bán. Đây, cái này thì chỉ có 350 thôi. Vâng. Đó, nhìn cũng dễ thương. Thôi, những cái phổ thông mua được ở nhiều nơi thì chắc mình sẽ không có giới thiệu nhiều. Có nghĩa ví dụ như có nhiều người đến mà thích mua phổ thông thì mình vẫn có cái phổ thông, chứ không phải là không có. Nhưng mà quan trọng mình muốn giới đây thiệu cho em coi, em thích coi mấy thứ này này, thấy lạ này. Đây, đâu cái coi cái môi. Mà còn thấy mê á. Đây là cái hình cái môi. À, hình cái môi này. Hình cái môi. Một mặt cái này là 2.550.000 này các bạn này. Đó, đúng rồi. Cái này là mình xách đi tiệc này. Thưa chị, cái đây là đang là màu trắng 100%. À. Thế nếu như mà khách ví dụ như họ thích cái bông này màu xanh, màu đúng tím đây, thì có được không thưa chị? Đây. Cái này nó sẽ nè, mình đâu có màu nâu, có màu đỏ mà mình bán hết coi. Rồi. Đó. À, ví dụ đây là trắng không, bạn nào thích đỏ, thích nâu, thích tím, thích gì mình có thể đặt. À. Và giá vẫn giống như đúng vậy rồi, đúng không chị? Giá vẫn như giá thế. Cũng cùng một giá thôi nha các bạn nhé. Nghĩa là mình giới thiệu các bạn biết là ở đây cái bóp này là màu trắng trơn, nhưng mà nếu bạn thích là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím hoặc là các màu khác nhau đó
phối màu sao thì các bạn có thể cứ nói ý tưởng, rồi chỗ chị Thùy sẽ thiết kế lên đáp ứng theo cái yêu cầu của bạn và giá không đổi nhé. Ví dụ như cái sản phẩm này là giá 2.550.000. Rồi mình sẽ giới thiệu thêm một vài những cái sản phẩm khác. Tôi nghĩ là màu sắc đi, những cái màu sắc đi, mình thích màu nào là mình có thể đặt được. Wow, vậy à? Tất cả các màu đây, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu hồng, màu vàng, đủ màu của đây. Cầu vồng luôn này các bạn này. Chị quay cái mặt sau giúp em ạ. Cái mặt sau một mặt đây. Như cái đó là nhiêu tiền đây chị? Cái này cũng là 2.550.000. 2.550.000. 2.550.000. Nó có 3 loại. Dạ. Loại là hộp hết một mặt, loại là hộp hết hai mặt, và loại chỉ có phân nửa, 2/3 hộp thôi. Đây. Đây, cô chú anh chị coi này. Đây, những cái loại 2/3 hộp thì nó như thế này. Tức là rồi em hiểu rồi. Vậy là phân nửa hộp hoặc là 2/3 hộp. Hoặc là hộp hết. Thì dạ, nó cái giá nó sẽ ít hơn, cái như cái hộp càng ít thì cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Dạ. Và rồi em hiểu rồi. Vậy là cũng có khá nhiều option cho mình lựa nhé. Đúng rồi. Vậy là 100% kết hộp hoặc 50% hoặc 30-40% là đều trong khả năng của tiệm nhé. Thì mình nghĩ rằng với cái mức giá trên dưới chừng 100 đô đó thì các bạn có thể mua những cái này để đi tiệc. Nó và cái này nó vừa gọi là làm đẹp cho bản thân mình, nó làm mình nổi bật hơn đúng không chị? Trong cái bữa tiệc mà giống như bây giờ mình xài cái hàng thiết kế mà lại không có đụng hàng nữa. Chị ơi, mang cái này giống như người ta mua mà mang đi nước ngoài liệu có sợ bị vi phạm về kiểu dáng bản quyền hay là bị phạt gì không? Không, cái này nó không phải là nhái nhãn hiệu hay cái gì hết. Cái này là hàng nó là thuộc Swarovski thôi. Handmade đúng không? Gọi là mình kết tay rồi. Đúng rồi, mình kết tay thôi. Không có ăn cắp vi phạm bản quyền của ai, mang đi nước ngoài được thoải mái đúng không chị? Hiện nay mình đang có hai mối là Canada với Mỹ là đã mua cái này của mình mấy năm nay rồi mà. Người ta mua về đó người ta bán á. Rồi chị cho em đâu cái chị mà gì? Chị mà đang mua để mang đi nước ngoài cho em hỏi thăm luôn. Đang mua đi nước ngoài để hỏi thăm. Dạ. Chào. Dạ em chào chị. Chị ấy cho em mượn cái mic đi. Đây. Vâng. Đây thì sẵn tiện hôm nay mình sẽ hỏi thăm một vị khách hàng. Chị ơi cho em gửi cái mic để mình nói cho nó rõ nha. Dạ. Thưa chị thì cho em hỏi thăm là chị lựa những cái sản phẩm này để gửi cho người thân ở nước ngoài hay sao ạ? Dạ đúng ạ. Thì mà mình lúc đầu thì mình vô mình mua là để mình xài thôi. Nhưng mà khi mà về mấy bà chị nước ngoài về á, thấy thích là mới kêu mình ra là để mình lấy hàng để giao cho bên đó. Vâng. Mấy chị sẽ có cái mạng là bán giùm ở bên nước ngoài. Nên là mình thường mình xuyên mình hay ra đây để mà mình chọn hàng cho chị. Vâng. Thưa chị, như vậy thì khi mà mình mua sản phẩm ở đây xong rồi mình gửi đi nước ngoài đó thì có gặp khó khăn gì không? Dạ không, rất là dễ. Mình nó có thương hiệu đó là mình cứ đóng hàng mình đi không sao. Rồi thưa chị gửi, nếu mà giả sử chị gửi thì chị gửi qua những nước nào rồi? Dạ có bà chị ở bên Mỹ thôi. Mỹ thôi. Mỹ thì ví dụ như một cái túi này em nói giả sử đi nó là 2 kg đi, ví dụ thế đi, thì thường là chị gửi bao nhiêu tiền, hoặc là trước đây chị gửi là tiền cước là bao nhiêu tiền một lần đấy chị? Đóng là đi theo kiện đó, mình cứ đi theo kiện, tại mình đóng cũng nhiều vậy đồ. Vậy là mình gom nhiều. Rồi mình gom nhiều thứ vô mình đi. Cái nào mình thì cỡ 300.000. Nhưng mà phải nhiều đúng không? Kiện mình nhiều thứ hàng lắm. Chứ không phải mình một thứ. Vâng. Dạ. Rồi thưa chị thì khi mà chị mang những cái sản phẩm này sang thì khách bên kia, tức là chị của chị thích, sau đó rồi nhiều người khác nhờ đặt mua rồi chị bán luôn đúng không? Bán cái dạng như giống như làm YouTube bán vậy nè, lên hàng bán vậy luôn. Thì người ta thích thì mình cứ về mình chọn về. Vâng. Rồi có khách thì mình cứ chọn hàng mình gửi qua thôi. Rồi về giá cả thì bên kia họ có phản nàn gì không thưa chị? Dạ không. Người ta có cái đó người ta thích thì mình chọn thì người ta mua được. Đúng giá của người ta. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Thưa chị cho em hỏi thăm là nếu mà trong trường hợp mà khách ở khán giả của em ở nước ngoài mà vào fanpage của chị để coi những cái mẫu rồi thấy ưng đó thì chị có thể gửi qua nước ngoài được không chị? Tại vì thường thường ngày xưa đó hai đứa con chị nó ở bên Mỹ cho nên là cái chuyện mà gửi hàng qua lại là chị có nhiều cách để gửi đi lắm. Vâng. Nếu mà
khán giả thích, khán giả đặt cái mẫu nào thì mình có thể là đóng gói đi theo cái địa chỉ. Nhưng mà quan trọng là tại mình đã bán cái giá niêm yết rồi, cho nên cái phần tiền cước là cái người mua phải chịu. Phải chịu, đúng rồi. Vâng. Rồi cho em hỏi thăm một cái câu hỏi nữa là, thưa chị, nếu mà khi những khán giả mà trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay đó biết tới cửa hàng của chị mua thì chị có cái chương trình ưu đãi gì không thưa chị? Thì tại vì lần đầu tiên mình biết đến cái kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để mình quảng cáo cái hàng mình bán đó, thì là từ giờ đến hết ngày 1 tháng 5 của năm 2024 mình sẽ có một cái chương trình đặc biệt là mọi người mua một sản phẩm mà từ 2 triệu trở lên thì mình sẽ giảm 10%. Và cái 10% đó được tính vào cái món hàng mà các bạn sẽ lựa, thí dụ như là kẹp tóc, mắt kính hay là cái gì đó, để mà trừ lại cái 10% các bạn mua trên cái đơn hàng đó. Hoặc là không mua lần này thì cái đó sẽ được ghi lại để lần mua lần sau thì mình sẽ trừ cho các bạn cái phần 10% đó. Cho em hỏi thăm thêm một câu nữa là, ví dụ như giả sử như khách mua cái bóp, mà em nói ví dụ đi, khách mua cái bóp là màu này và có cái màu vàng, thế nhưng mà khi về đến nhà đó thì người nhà coi này bảo, ủa tao coi trên mạng thấy cái này màu trắng đẹp hơn, thì ví dụ như chị có hỗ trợ đổi trong cái khoảng thời gian nào không thưa chị? Thì mình có thể hỗ trợ đổi khi mà cái hàng nó còn mới hoặc cái thời gian nó ngắn. Thí dụ như tùy theo bạn ở xa, bạn ở Mỹ thì làm sao mình giới thiệu cái mình giới hạn cái thời gian được. Mình sẽ thông cảm cho khách cái thời gian, thí dụ bạn ở xa mình vẫn đổi nếu cái hàng này còn mới. Không sao hết. Không, thường em nghĩ đây chắc là chỉ trong ngày hoặc là 2-3 ngày thôi. Ở đây thường thường thì mình hay 2-3 ngày, nếu mà mọi người không đồng ý mình vẫn đổi cái mẫu khác cho mọi người. Không sao. Rồi các cái sản phẩm này thì như hồi nãy các bạn nghe chị nói đó, là trong quá trình mình dùng đó, nếu mà hạt nó bong chóc thì đấy thì chị có thể đính dùng, còn những cái hạt mà cần phải tính tiền đó thì chị cũng sẽ tính cái tiền cái hạt đó thôi, thế còn tiền công là hoàn toàn là miễn phí. Rồi thế em cảm ơn chị Thùy nhá. Chị cho có thể cho em xin cái nêm cạc rồi cái fanpage đó để em sẽ để ở dưới video clip này để các cô bác anh chị tham khảo. Chúc chị nhiều sức khỏe và ngày càng có những cái mặt hàng mới hấp dẫn để phục vụ quý cô bác anh chị khi mà mua sắm tại chợ An Đông. Rồi, cảm ơn em. Chị cũng chúc cho Tuấn Dương là được nhiều khán giả yêu quý, và chúc cho tất cả khán giả của kênh Sài Gòn Ngày Nay là có được một cái video clip hay, hấp dẫn, và khi xem xong thì mình sẽ thấy mình rất muốn sắm những cái mặt hàng mà Tuấn Dương vừa giới thiệu cho mình. Mình rất là mong mọi người ủng hộ mình, nhất là cái thời gian từ giờ đến 1 tháng 5 mình sẽ giảm 10%, rất là nhiều đó các bạn. 10% cái đó là cái phần lời của mình đó. Mình sẽ giảm để mà thu hút khách hàng qua cái kênh Sài Gòn Ngày Nay. Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn ạ. Bye bye. Em chào chị. Thưa các cô bác anh chị, địa chỉ của sạp Thu Thùy chuyên đồng hồ, mắt kiếng, kẹp tóc và những cái trang sức modern cao cấp có địa chỉ là D11, D12, D13 tầng trệt. Và cái số điện thoại di động mà thường sử dụng, mà có cả Zalo để các bạn vào coi những cái sản phẩm mà Thu Thùy update các cái mẫu mới đó là 0932 738337. Và Tuấn Dương sẽ để cái đường link fanpage Facebook của Thu Thùy để cô bác anh chị chúng ta tham khảo. Facebook người ta gửi qua cho chúng.